Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một video phụ tùng xe cuốc máy đầu nhé anh em. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái món riêng biệt thôi. Đây một cái con rùa quay to của Sola 50 nhé. Sola 50 đòi đòi bánh xích bình thường. Trong cái combo này thì nó có nhiều món. Trung đăng từng món nhé. Còn vài vài cái video nữa cái bộ này thì hàng dân chất lượng nó cũng tầm tầm xe chạy bình thường quay to bình thường nhé có có chỉ có răng thì của nó thì không được đẹp lắm răng nó trung bình thôi anh em nhìn thật kỹ cái đầu răng này đây nó có một cái vết tì nhỏ nhỏ khoảng mấy gem ở chỗ này này Không nứt, không vỡ, không mẻ nha. Vẫn còn nguyên nha. Nó hơi tì nhẹ trên cái đầu răng một tí thôi. Không nhiều lắm. Đấy. Để chung lấy nét thật là kỹ nha. đây đây là cái cái điểm xấu điểm dở của nó ở chỗ đó nó còn lại phần ở trên thì ok hết nhé đây kích thước của nó đây nè đường kính chỗ này khoảng 23 mươi ba nhé cao này khoảng 20 này. 8 lỗ nè. kính bánh răng 11 này. Sola 50 nhé anh em. Anh em có đang cần dùng cái con nào đúng tên như vậy thì thì lóc vào là chạy nhé. Còn anh em dùng để mục đích chế gì đấy thì không quan trọng đến bánh răng thì thì cái con này ok nhé. Dàn lồng đèn mặt trời bơm bê tông, motor bê tông các thứ tích hợp van cân bằng đầy đủ hết này không thiếu thứ gì này. con này thì cũng đơn giản không có nhiều cái, cái chi tiết để, để mô tả. đo lại kích thước dài tổng thêm một lần nữa để anh em có chế có cần cần chế khoan hay là chế tòi gì đấy lên đến đỉnh là 39 nha không có tính rắc nhớt nha chắc không tính rắc thủy lực nha khoảng 39 nha mà chính đến mặt này này từ mặt này đến mặt này này Rồi, từ đây ra tới mặt nhông khoảng 9 phân rưỡi gần 10 phân nữa nha chỉ có vậy thôi rất là đơn giản kích thước luôn anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé Món hàng có sẵn tại nhà Anh em ở xa thì xem thật kỹ qua video Còn em, anh em ở gần thì cứ đến trực tiếp xem nhé Rồi, chung kết thúc video Chung cảm ơn em đã xem video mà.